Rồi, xin chào anh em, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ Co68. Thì tầm có khoảng giữa tuần thì cũng như thường lệ mà thôi, mình sẽ cho ra một cái video để mà có thể truyền tải cho anh em những cái thông tin mà nó mới trên thị trường hiện nay, để mà cho anh em có thể nắm bắt được cái xu hướng của chúng ta. Hiện tại chúng ta đang ở đâu trên thị trường ha. Rồi mình sẽ không dài dòng nữa mà chúng ta hãy tiến ngay vào cái video ngày hôm nay thôi. Thì như anh em cũng đã biết được rằng á, là vào ngày hôm qua đúng không, chúng ta đã nhận được một cái tin, đó chính là Fed là nâng lãi suất, là giữ nguyên cái mức lãi suất tương tự như tháng trước mà thôi. Thì cái mức lãi suất này là Fed đã đồng ý nâng là 0.75%. Thì có một cái điều mà anh em mình luôn ngồi với nhau để mà luôn lo sợ rằng là mỗi lần mà tới những cái đợt mà Fed họ thực hiện họ nâng lãi suất đó, thì dĩ nhiên là nó sẽ tác động một cách rất là tiêu cực đến thị trường đúng không? Nhưng mà tại sao ngày hôm qua thì anh em thấy như trên màn hình của mình đây đó, thì Bitcoin đã có một cái cú pump cũng khá là mạnh, và gần như là tính về cái mức tăng trưởng mà đến từ ngày hôm qua đó anh em, thì ngay sau khi mà Fed họ công bố cái mức nâng lãi suất là 0.75%, thì chúng ta đã có một cái cú pump gần 10% anh em. Đó là về ước tính về giá của BTC thôi, chứ còn về giá của Ethereum hay về giá của những cái altcoin khác đó, thì dĩ nhiên là có những con mà nó bay 20, nó bay 30%, nó bay rất là kinh khủng. Vậy thì cái lý do nào mà khiến cho cái việc mà chúng ta luôn đối mặt, chúng ta luôn lo sợ, mà nó lại khiến thị trường trở nên hưng phấn đến như vậy? Thì ở đây thì mình xin giải thích rằng, thì anh em cũng biết á, là anh em có còn nhớ vào cái ngày cỡ khoảng là tầm giữa tháng 7 không, chúng ta có một cái chỉ số, đó chính là cái CPI của Mỹ đó. Thì ở đây chúng ta phải phân ra được một cái câu chuyện rõ ràng rằng là ở trên thị trường tài chính của chúng ta có những điều chúng ta không dự đoán được và có những điều chúng ta đã dự đoán được. Ở đây mình hiểu một cách đơn giản rằng là cái việc mà cái con số mà 0.75% đó anh em, thì dĩ nhiên là khi mà chúng ta đã nhận được một cái tin tức gọi là CPI của Mỹ đã vượt lên cái mức được dự đoán là 8.6% và nó đạt một cái con số là 9.1%, nó rất là cao đúng không? Thì chúng ta chỉ có hai cái sự lựa chọn vào cái lúc đó thôi. Một là Fed sẽ giữ nguyên cái mức lãi suất là 0.75%, và hai là Fed sẽ nặng tay hơn là nâng 1%. Cái điều đó thì thị trường ai cũng biết rồi. Nên cái việc mà ngày hôm qua khi mà anh em mình nhận được một cái tin là Fed đã đồng ý giữ nguyên cái mức 0.75% như hồi tháng 6, thì dĩ nhiên là thị trường đã biết trước được cái điều đó rồi anh em. Nên là anh em có thể thấy được rằng là dường như cái điều này nó đã được dự đoán và nó được ở trong cái tầm kiểm soát rồi, nên thị trường của chúng ta sẽ không có một cái cú chỉnh cực kỳ mạnh, hay là sẽ không có một cái biến động gì cả, mà lúc đó mọi người đã dự đoán trước được nó, và dường như là tín hiệu thị trường á, họ lại càng vững tin hơn. Vì trong tháng 8 và tháng 9 anh em, thì ở đây anh em có thể thấy được rằng á, thì trong tháng 8 và tháng 9 thì chúng ta không có một cái đợt nâng lãi suất nào cả, mà chúng ta chỉ có những cái chỉ số CPI thôi. Thì như anh em cũng thấy trên màn hình của mình, đây là những cái lịch tiếp theo nè anh em, những cái lịch tiếp theo mà Fed sẽ ứng phó với thị trường tài chính nó như thế nào. Thì chúng ta đã có một cái đợt đây, ngày 27 tháng 7 là ngày hôm qua rồi. Đó, chúng ta đã có một cái đợt nâng lãi suất ở đây. Và tiếp theo nữa là trong tháng 8 và tháng 9 chúng ta sẽ có một cái không gian thở khi mà Fed sẽ không có nâng lãi suất trong hai cái tháng này, mà chỉ công bố những cái chỉ số CPI thôi nè anh em, thấy không? Sẽ có CPI. Và tiếp đến nữa thì chúng ta sẽ có tháng 9, tháng 11 và 12 là ba cái tháng mà Fed sẽ thực hiện gọi là nâng lãi suất. Đây, 21 tháng 9, ở đây là ngày 2 tháng 11 và ở đây là ngày 14 tháng 12. Vì vậy, từ đây tính cái khoảng thời gian mình vừa đề cập cho anh em đó, thì chúng ta đã có một cái khoảng thời gian thở rồi. Và cái việc mà nâng lãi suất mà giữ nguyên là 0.75% thì giữ nguyên là nó cũng khiến cho thị trường có một cái nhịp dừng để mà chúng ta có thể hồi phục lại một phần nào đó thôi. Nó khác với một cái câu chuyện mà mình vừa chia sẻ cho anh em là tại sao chúng ta lại có một cái cú crash. Để mình cho anh em coi lại cái biểu đồ đó ha. Tại sao chúng ta lại có một cái cú mà crash vào cái ngày mà mình mới vừa nói anh em, cái ngày mà tầm khoảng giữa tháng 7, khi mà nó sụp về tầm khoảng là 18.000 đô á, khi mà cái chỉ số CPI nó vượt trên cái mức dự đoán, nó đạt một cái mức gọi là 9.1% đó anh em. Đó, thì tại sao nó lại có một cái điểm như vậy? Thì á, nó lại quay về cái câu chuyện gọi là cái câu chuyện mà cái câu chuyện mà chúng ta không thể nào dự đoán được. Tại vì á, ai vào cái thời điểm đó cũng nghĩ rằng cái chỉ số CPI của Mỹ đó thì cùng lắm nó sẽ đạt là 8.8% đúng như cái dự đoán mà thôi, hoặc là 8.9%, hoặc là cao hơn là 9%, chứ nó không thể nào mà vượt quá cái mức 9% được anh em. Nhưng mà cuối cùng cái kết quả nó ra đó thì nó lại là 9.1%. Nên vì thế chúng ta đã có một cái điều kiện, một cái kết quả nó khá là bất ngờ, nên chúng ta đã có một cái cú đâm xuống cũng khá là sâu vào tại một cái vùng giá gọi là đây cỡ khoảng là 18.900 đô ngay tại thời điểm này. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì dường như là cái việc mà Fed giữ nguyên lãi suất thì khiến cho thị trường của chúng ta dần hấp thụ được rồi và chúng ta hồi phục. Nhưng mà theo cái việc mà đánh giá cá nhân, quan điểm của mình á, thì mình cho rằng á, để xác định xem đây có phải là
cái việc mà màu xanh giả dối như anh em thường hay nói hay không, hay là chúng ta có vội vàng kết luận là đây có phải là màu xanh giả dối thật hay không, thì chúng ta cần phải nhìn vào một cái yếu tố then chốt, đó chính là vào tối ngày hôm nay này anh em, ngay tại cái tối mà mình làm cái video này, vào tầm khoảng 7 giờ rưỡi 8 giờ thì chúng ta sẽ có thêm một cái chỉ số nữa, đó chính là cái chỉ số GDP của Mỹ. Và cái chỉ số GDP này, tức là cái chỉ số GDP này á, nó sẽ phản ánh được là cái nền kinh tế của Mỹ nó đang đạt được những gì, nó đang có ở trong một cái trạng thái tốt hay không. Tại vì như anh em thấy trên màn hình của mình đây á, thì khi mà cái chỉ số GDP của Mỹ mà trong hai quý liền kề nhau, ở đây mình ví dụ là quý 1 và quý 2, quý 3 và quý 4 trong cùng một năm đó anh em, mà trong hai quý liền kề nhau đó mà cái chỉ số GDP này của Mỹ đó mà nó đều giảm, thì cái điều này đó thì nó khớp với cái lý thuyết kinh tế của các nhà phân tích kinh tế trên thế giới, rằng là nếu mà cái chỉ số GDP của bạn trong hai quý liên tiếp mà nó giảm liên tục như vậy, thì nó chứng tỏ là cái nền kinh tế của quốc gia của bạn đang rơi vào một cái trạng thái gọi là cái trạng thái suy thoái nha anh em, đó chứ không phải là khủng hoảng. Ở đây á, khủng hoảng tức là một cái chu kỳ sâu của cái việc suy thoái đó. Mà đặc biệt khi chúng ta nhắc đến Mỹ nữa, một cái quốc gia mà dường như là đầu tàu kinh tế của trên thế giới rồi, mà chúng ta hãy chưa bàn tới cái vấn đề khủng hoảng đi, nội cái việc mà chúng ta thấy được rằng quốc gia Mỹ đó, cái nền kinh tế họ bị suy thoái, thì dĩ nhiên là nó đã tác động nặng nề đến như thế nào rồi, chứ chúng ta không cần một cái bức tranh khủng hoảng hay là khủng hoảng nghiêm trọng gì cả. Đó thì ở đây anh em thấy trên biểu đồ được minh chứng rất rất là rõ nha anh em, đó là vào khoảng là đây anh em thấy cái việc mà hai cái quý liên tiếp đó, tầm khoảng năm 2020 nè, anh em thấy không, cái con chỏ chuột của mình, hai cái quý liên tiếp tầm khoảng năm 2020 thì Mỹ đã rơi vào cái trạng thái gọi là suy thoái kinh tế. Thì ở đây nó trùng khớp với cái việc gọi là thời điểm Covid đó anh em, đó một cái năm mà anh em chúng ta đã phải đối chọi với dịch bệnh một cách nó khá là khó khăn đó anh em. Đó thì ngay sau đó chúng ta đã có một cái cây GDP tăng đột biến sau khi chúng ta vấp phải hai cái quý liên tiếp GDP giảm cực kỳ mạnh. Thì ở đây á, là cái giai đoạn nào anh em nhớ không, đây chính là cái giai đoạn uptrend của chúng ta nè. Đó, và tại sao mình nói là một cái giai đoạn uptrend, tại vì là sau khi á mà Mỹ đã phải hứng chịu cái đợt gọi là cái đợt suy thoái kinh tế như vậy, thì Fed đã bơm rất là nhiều tiền ra thị trường vào cái thời điểm này. Và cái việc mà Fed bơm rất là nhiều tiền như vậy, nó khiến cho cái dòng chảy tiền của chúng ta được nhiều hơn, và thị trường của chúng ta cũng được hưởng lợi rất là nhiều ở cái giai đoạn này. Vì vậy anh em thấy trong năm 2021 đúng không, trong năm 2021 và cái khoảng nửa cuối năm 2020 tới năm 2021 đó, thì dường như là thị trường của chúng ta đã bay rất là mạnh luôn. Đó thì anh em thấy đây, cái việc mà Fed bơm tiền đây, đó. Và cho đến cuối quý 4 năm 2021 thì Fed mới bắt đầu có những cái động thái thắt chặt cái nguồn tiền mà họ bơm ra lại. Thì chúng ta đã có một cái quý 1, đây chúng ta đã có một cái bắt đầu từ kể từ năm 2022, chúng ta đã có một cái quý mà chỉ số GDP nó đã giảm ở đây. Đây anh em thấy cái con chỏ chuột của mình. Và vào tối nay thì thế giới tài chính họ đang vô cùng hồi hộp để mà họ đợi một cái chỉ số GDP của quý 2 năm 2022 được Fed công bố vào tối nay. Và nếu cái việc mà cái chỉ số GDP của quý 2 năm 2022 này mà nó giống một cái cây giảm nữa, thì cái điều này chúng ta có thể dễ dàng hình dung được rằng là chúng ta đang lặp lại cái câu chuyện của năm 2020, và nó xác định một cái tín hiệu rằng là cái nền kinh tế của Mỹ đã bắt đầu rơi vào suy thoái nha anh em. Đó, nhưng mà theo nhiều cái nguồn tin tức mà mình đọc được á, thì cái nhận định vào tối nay nè, thì các nhà kinh tế họ cho rằng là cái quý này sẽ là một cái quý tăng trưởng mà thôi, chứ không có phải là một cái quý giảm nữa. Đó, và cái việc mà nếu nó giảm thì dĩ nhiên rồi, chưa cần nói Bitcoin, và chúng ta hãy nói về một cái thị trường tài chính chung đi, thì anh em cũng cảm thấy được rằng là chứng khoán và những cái khác như là về hàng hóa chẳng hạn, thì nó cũng đồng loạt là nó gặp những cái biến cố riêng của nó, chứ còn chưa nói đến gì đến thị trường crypto của chúng ta. Tại vì như anh em thấy là thị trường crypto của chúng ta đó, lúc trước chúng ta đi ngược quỹ đạo lại với cái thị trường truyền thống đúng không, nhưng mà hiện tại thì chúng ta đã đi theo chứng khoán Mỹ cũng khá là nhiều rồi. Nên là khi mà nếu mà có một cái cây mà tối nay Fed báo giảm một phát, thì mình nghĩ rằng là có thể là chúng ta sẽ phải cẩn trọng hơn trong thời gian tới để mà có thể bắt gặp Bitcoin ở những cái vùng giá mà nó sâu hơn nữa. Thì đó là cái quan điểm cá nhân của mình. Nhưng mà ở đây ngay tại thời điểm này thì chúng ta vẫn chưa có số liệu để mà chúng ta nói chuyện với nhau, nên vì vậy tất cả chỉ là những cái nhận định cá nhân mà thôi, chứ anh em đừng xem đây là giống như kiểu là một cái lời khẳng định gì cả, và chúng ta chỉ đang đứng ở một những cái tư cách là trao đổi với nhau nha anh em. Rồi, và tạm thời chúng ta hãy gác lại một tí về những cái này đi. Rồi, như mình đã chia sẻ với anh em ha. Và chúng ta hãy đến với những cái tin tức ở trong cái thị trường của chúng ta trong tuần này thì có những cái diễn biến gì.
Thì anh em cũng thấy rằng là chắc chắn rồi, đầu tiên chúng ta hãy đề cập đến một cái vấn đề gọi là vấn đề Tesla đã bán Bitcoin của mình. Thì anh em cũng biết đó là sau khoảng là mình nhớ không nhầm là khoảng 3 quý báo cáo tài chính thì Tesla đã nói là sẽ luôn giữ Bitcoin đúng không? Nhưng mà vào đầu tuần này anh em thì Tesla đã thông báo một cái báo cáo tài chính quý 2 của họ là họ đã bán tới gọi là 75% cái lượng đầu tư Bitcoin của họ rồi. Và họ đã bán để mà đem về cơ khoảng là 936 triệu USD ở trong cái quý này. Và cái việc mà họ nói rằng là tại sao cái quyết định mà họ bán anh em thì họ nói là tại vì cái bối cảnh tình hình Covid hiện tại ở Trung Quốc thì nó đang diễn biến rất là phức tạp. Nên vì vậy đó, và vì vậy cái vấn đề này nó ảnh hưởng tới hoạt động của Tesla. Nên là Tesla phải cần một cái lượng tiền mặt nhất định để mà có thể đối mặt với cái vấn đề này. Và thậm chí là CEO của Tesla là ông Elon Musk đó, thì ông cũng nói rằng là cộng đồng đừng có xem cái việc mà Tesla thực hiện bán Bitcoin để mà cho rằng là Tesla sẽ không có tiếp xúc với Bitcoin nữa. Và đây chỉ đơn thuần là một cái hành động là bán là để trang trải những cái hoạt động kinh doanh của Tesla khi phải đối mặt với những cái khó khăn hiện tại thôi. Chứ đây không phải là một cái lời kết luận cuối cùng của Tesla đối với Bitcoin. Đó thì dĩ nhiên thì đối với riêng cá nhân mình thì mình không có hoàn toàn tin tưởng Elon Musk, tại vì những cái gì mà ông đã làm với thị trường, đã làm với Dogecoin, đã làm với Bitcoin thì dĩ nhiên những cái người chơi lớn, những cái tay chơi lớn họ luôn có những cái kế hoạch của riêng họ và mình chỉ là nhận định tham khảo mà thôi. Nhưng mà đối với CEO của Binance đó thì đứng trước những cái sự kiện này thì ông nói một cái điều mà mình cho rằng cũng khá là hợp lý. Thì CEO của Binance đó ông nói rằng là cái việc mà cộng đồng quá là bị thu hút bởi Tesla bán Bitcoin hay không, mua Bitcoin hay không thì cái điều đó là cái điều mà cộng đồng nên dừng lại. Và thay vào đó là cộng đồng nên quan tâm nhiều hơn với cái giá trị bản chất của Bitcoin. Và cái việc mà Tesla có bán Bitcoin hay có mua Bitcoin đi chăng nữa thì một mình Tesla cũng không thể nào có thể khiến cho Bitcoin thay đổi những cái bản chất nguyên thủy của mình, thay đổi cái tính gọi là cái tính phi tập trung, thay đổi những cái gì mà Bitcoin đã được sinh ra để mà làm cải tiến hơn cái hệ thống tài chính của thế giới. Thì đó là những cái quan điểm mà CEO Binance đem đến cộng đồng sau cái sự kiện Tesla này. Và mình cho rằng là cái quan điểm của CEO Binance cũng khá là hợp lý thôi. Tại vì á, một mình Tesla không thể nào mà thay đổi được cái cuộc chơi của Bitcoin cả. Và một mình Tesla cũng không thể nào mà mua tất cả những cái tài sản lớn trên thế giới để mà đem về một mình cả. Cái ở đây chỉ là một cái tầm ảnh hưởng mà cộng đồng đang bị quá chú tâm vào cái danh tiếng, cũng giống như là quá tin tưởng vào Elon Musk cũng nói riêng, cũng giống như Tesla nói chung mà thôi. Đó. Rồi, và chúng ta sẽ tiếp đến một cái phớt mà mình cho rằng cái này cũng khá là hay, đó chính là anh em thấy dạo này đó, giống như kiểu là những cái mà cuộc khủng hoảng thanh khoản nó đang diễn ra trên thị trường đúng không? Thì nó chỉ dừng lại ở những cái nền tảng crypto thôi, ở những cái công ty crypto thôi, chứ nó không dừng lại, chứ nó chưa có đụng đến những cái sàn giao dịch. Nhưng mà dạo gần đây anh em thấy được rằng là có một cái sàn giao dịch nó nổi lên rất là nhiều và nó được đề cập rất là nhiều lần luôn. Đó chính là sàn KuCoin. Thì có khoảng là một tháng trước là KuCoin bị đồn là chặn nạp rút tiền giao dịch không cho người dùng. Thì cái việc đó là CEO của KuCoin đã bác bỏ rồi. Nhưng mà vào đầu tuần này đó anh em, thì KuCoin lại tiếp tục bị một cái phớt nữa. Đó chính là có một cái người, mà cái người này đó tên là Arturo. Thì cái người này đó đã nói rằng là KuCoin á đã đầu tư vào Luna anh em. Đã đầu tư vào Luna. Đó. Và cái việc và cái điều mà cái người này cáo buộc nặng nề hơn nữa đó là cái người này nói là cái việc mà KuCoin đã huy động vốn sau khi mà Luna sập đó, thì ban đầu là huy động 150 triệu và sau đó là huy động thêm 10 triệu. Vậy thì cái người này lập luận rằng đó là những cái hành động là tại sao anh mới huy động, anh mới gọi vốn 150 triệu mà tầm 3 tháng sau anh gọi vốn 10 triệu nữa để làm cái gì? Thì cái người này á mới dựa vào cái lý do đó mà cái người này nói rằng là cái hành động mà gọi vốn 10 triệu là để chứng tỏ cho các nhà đầu tư biết được rằng là KuCoin không có bị lỗ vì Luna và đang che giấu mọi người về các hoạt động kinh doanh mờ ám của mình. Đó, và người này đó còn sẵn sàng đưa ra những cái bằng chứng từ nhân chứng ở trong nội bộ KuCoin nữa. Và người này á đã chụp một cái màn hình ảnh tin nhắn của cái người này nói chuyện với nhân viên nội bộ KuCoin bằng tiếng Trung Quốc ha anh em. Thì tạm dịch ra tiếng Anh á mà mình dịch ra tiếng Việt cho anh em đó, thì cái nhân viên của KuCoin này đó, thì cái người này đã nói với cái nhân vật này là nói là KuCoin là hiện là đang bị lỗ vì Luna là khoảng 400 tới 50 triệu đô la. Đó, và cái việc mà KuCoin gọi vốn hay là KuCoin trấn an người dùng gì đó là ở đằng sau đó có một cái âm mưu khác nữa, đó chính là KuCoin đang tìm cách để mà tẩu tán cái số tiền đó đi, giống kiểu là cầm tiền chạy đó anh em. Đó, thì cái này mình ban đầu mình đọc vô mình cũng thấy rất là ghê, nhưng mà sau đó đó thì vào tối hôm đó là CEO của KuCoin đã lên tiếng đính chính về vụ việc này. Và ông nói rằng là ngay khi cái phớt này được bung ra đó thì ông đã liên hệ với cái nhân vật đăng trên Twitter này để mà nói chuyện với cái người này. Nhưng mà CEO KuCoin nói rằng là mặc dù là tôi có giải thích biết bao nhiêu đi chăng nữa thì cái người này họ cũng không có một cái thái độ hợp tác, và họ như kiểu là họ là
không có nghe những cái lời giải thích mà họ chỉ đâm vào cái mà họ phớt KuCoin thôi. Xong rồi CEO của KuCoin đó, ông cũng nói rằng là đã có rất nhiều người trong ngành đó là cho biết cái nhân vật này là đã cầm những cái phớt này để mà đi tống tiền họ, tống tiền những cái nền tảng mà muốn phớt KuCoin đó. Thì anh em thấy ghê không? Nhưng mà vào cái ngày á mà mình làm cái video này thì mình đã track lại cái trang Twitter của cái anh Otero này, thì dường như là cái trang Twitter của cái anh này là anh đã xóa thông tin luôn, anh đã không còn tồn tại trên Twitter nữa. Thì cái điều này anh em cũng hiểu được rằng là trong cái thị trường đầy biến động hiện tại thì dĩ nhiên sẽ có những cái phớt mà nó rất là ghê, mà khi chúng ta đọc vào chúng ta sẽ cảm thấy hoảng sợ, nó khiến cho chúng ta bán tháo, nó khiến cho chúng ta hành động một cái sai lầm. Vì vậy nên cũng thông qua một cái những cái sự kiện như thế này, mình cũng muốn chia sẻ cho anh em là chúng ta phải cần thật sự tỉnh táo trong cái giai đoạn này, vì nó sẽ có những cái người là luôn lợi dụng những cái thời cơ này, không chỉ riêng KuCoin mà những cái nền tảng uy tín trên thị trường nữa, để mà có thể trục lợi từ tài sản của chúng ta, từ những người là niềm tin rất là dễ bị lung lay ngay tại cái thời điểm khó khăn này ha anh em. Và chúng ta hãy nói một chút về cái việc mà của Meta đi. Thì anh em biết là bộ phận của Metaverse là rất là nổi tiếng rồi. Mark Zuckerberg đã rất là nổi tiếng khi mà ông đã đầu tư khá là nhiều vào cái lĩnh vực Metaverse này. Thì như mình cũng đã đưa tin trước đây cho anh em rồi, thì vào cỡ khoảng là quý 4 năm 2021 và quý 1 năm 2022 thì cái bộ phận của Metaverse là một cái bộ phận phát triển riêng về cái mảng không gian ảo cho Meta đó, được đặt tên là Reality Lab đó. Thì tầm khoảng là quý 4 năm 2021 và quý 1 năm 2022 thì đã khiến Meta lỗ cỡ khoảng là hình như đâu đó là khoảng 10 tỷ anh em. Đó, khoảng 10 tỷ. Thì trong một cái báo cáo mới nhất cũng trong quý 2 luôn, thì tiếp tục thì Reality Lab đã tiếp tục khiến cho Meta tiếp tục gồng lỗ khoảng 2,8 tỷ nữa. Thì đây là một cái con số rất là khủng khiếp. Và nếu mà anh em nhìn vào cái cổ phiếu của Meta kể từ đầu năm 2022 trở đi đó, anh em sẽ cảm thấy nó bị đâm như thế nào. Nó đâm không khác gì crypto của chúng ta luôn. Đó. Như vậy mà đến bây giờ Mark Zuckerberg vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào Metaverse và tiếp tục để cho Reality Lab gồng lỗ tới 2,8 tỷ thì mình cho rằng đây là cũng một cái động thái cũng khá là nguy hiểm. Tại vì là anh em biết trong một cái khi mà Facebook họ đổi tên thành Meta đúng không, và họ bắt đầu họ công bố những cái báo cáo tài chính lỗ như vậy đó, thì những cái nhân tài từ những cái bên Meta, từ những cái bên Google và những cái bên Microsoft, họ đã bắt đầu họ dịch chuyển qua Meta rồi. Họ dịch chuyển qua Meta để mà họ tìm thấy cơ hội đây. Nhưng mà với cái việc báo lỗ như vậy, với cổ phiếu đâm như vậy và với niềm tin nhà đầu tư đang dần mất như vậy, thì mình nghĩ rằng là trong tương lai không gần thì những cái người nào cũng sẽ đi thôi. Và cái việc mà Meta tiếp tục bành trướng cái sự hiện diện của mình đối với Metaverse hay là cái tham vọng của Mark Zuckerberg, thì mình nghĩ rằng là chúng ta cần phải chờ xem trong tương lai đó anh em. Rồi, và đối với những anh em nào mà quan tâm về cái hệ sinh thái của Harmony, thì anh em có còn nhớ một cái vụ hack ở trên một cái cầu nối blockchain của Harmony đó chính là Horizon không? Thì cái vụ hack đó thì nó khiến Harmony bị thiệt hại khoảng là nó khiến Horizon thiệt hại khoảng là $100 triệu đó. Thì đến thời điểm hiện tại thì Harmony đã đưa ra một cái đề xuất để mà có thể bồi thường cho những cái người dùng mà họ bị ảnh hưởng trong cái vụ hack đó, mà mình cho rằng cái đề xuất này nó cũng khá là xin lỗi anh em, nhưng mà khi mà mình muốn truyền tải cho anh em thì mình luôn nói những cái sự thật á, thì mình cho rằng cái đề xuất này nó cũng khá là vớ vẩn. Tại sao mình gọi đó là vớ vẩn? Tại vì á là Harmony đã không có móc tiền túi của mình ra để mà trả cho những cái người dùng thiệt hại, mà họ đưa ra một cái đề xuất. Đây, anh em có thể đọc qua ở trên cái màn hình của mình đây. Thứ nhất á là họ đồng ý họ min ra, tức là họ in thêm token one anh em. Họ in thêm token one để mà họ trả cho những cái người dùng thiệt hại. Thì cái này nó chẳng khác nào một cái hành động bây giờ anh không tự bỏ tiền túi ra mà anh tạo tiền từ không khí ra. Đó, rồi những cái người dùng mà họ đang giữ One, họ sẽ nghĩ như thế nào, đúng không anh em? Những cái người dùng mà họ đã tin tưởng One, họ đang hold One, rồi họ đang lock One, họ đang stake One, thì họ sẽ nghĩ như thế nào khi mà ban đầu thì cái nguồn cung của One nó chỉ như vậy thôi, nhưng mà bây giờ tự nhiên anh một cái lỗi như vậy mà anh lại đi anh đề xuất để anh min thêm, để mà anh trả cho những cái người dùng thiệt hại, rồi họ cầm cái số đó họ đâm ra thị trường thì sao? Thì những cái người mà họ đang holder, những cái người họ đang stake và những cái người họ đang sử dụng cái hệ sinh thái của anh, chắc chắn là họ sẽ bị ảnh hưởng. Nó chẳng khác nào giữa cái việc gọi là bạn dùng cộng đồng của bạn để mà một bộ phận cộng đồng bạn đi hại một bộ phận còn lại của cộng đồng, mà trong khi tổng cái cộng đồng là do bạn quản lý. Đó, nó tương tự một trường hợp như vậy đó anh em. Đó thì dĩ nhiên là cái đề xuất này đã bị cộng đồng Harmony phản đối rất là quyết liệt. Và đến bây giờ thì Harmony chỉ có duy nhất một cái đề xuất này thôi, và mình chưa thấy bất kỳ một cái đề xuất tiếp theo nào mà bên phía của nền tảng có thể tiếp tục để mà giải quyết cái vấn đề này. Và mặc dù Harmony đã có những cái động thái như là
tuyên bố là nếu mà hacker sẽ trả lại tiền thông qua cái vụ hack thì Harmony sẽ trả lại bao nhiêu phần trăm đó, thì cái đó mình cũng đã cập nhật trong một cái video cho anh em rồi. Thì nếu mà có một cái diễn biến tiếp theo sau đó thì mình cũng sẽ cập nhật trên những cái bài viết của Coi Số 8 để mà anh em có thể dễ dàng theo dõi cái trường hợp này, đặc biệt là đối với những anh em nào mà đang theo dõi cái hệ sinh thái của Harmony. Rồi, và tiếp theo nữa thì bên phía Lido cũng giống như vậy anh em, nhưng mà bên phía Lido này thì mình lại không có quá là trê trách như Harmony. Tức là anh em hiểu không? Tức là bên Lido Finance đó thì họ cũng vừa mới khôi phục một cái đề xuất là bán 2% tổng cung token LDO của họ. Thì để cho anh em dễ hiểu thì mình xin tóm tắt cái vụ việc này như sau. Đó chính là ở bên phía Lido Finance đó thì ban đầu là họ có một cái đề xuất họ bán là 2% tổng cung LDO. Đó, để làm cái gì? Để họ có thể quy ra được một cái lượng stablecoin để mà họ có thể dùng cái stablecoin đó làm cái nguồn dự trữ trong cái kho dự trữ của họ đó, để mà phòng trường hợp là thị trường của chúng ta gặp chuyển biến xấu rồi mùa đông crypto thì họ sẽ có những cái lượng tài sản đảm bảo nhất định để mà họ vượt qua, họ duy trì cái hoạt động kinh doanh của họ để mà họ vượt qua cái mùa đông crypto này. Tại vì á, vốn dĩ là trong cái mà nguồn dự trữ của Lido Finance đó, thì ở đây mình có cập nhật cho anh em, thì trong cái nguồn dự trữ của Lido Finance đó, tính tới ngày 27 tháng 7 là ngày hôm qua rồi, thì Lido Finance chỉ có cầm toàn là token thôi anh em. Nào là Lido này, nào là Ethereum, nào là Stake Ethereum, nào là Matic. Đó, tại vì cái việc mà anh em cầm token như vậy, khi mà thị trường nó lao dốc xuống thì những cái token ở trong cái kho dự trữ của anh em nó cũng sẽ lao dốc theo, đúng không? Và nếu anh em đổi một cái lượng này mà nó ra stablecoin thì nó sẽ an toàn hơn và nó sẽ giảm thiểu rủi ro cho anh em hơn. Nên chính vì cái lý do đó, đó thì Lido họ mới đưa ra một cái đề xuất đầu tiên, đó chính là bán 2% tổng cung LDO. Nhưng mà trong 2% này đó thì 1% họ sẽ bán cho quỹ gọi là Dragonfly Capital, và 1% còn lại thì họ sẽ bán cho những cái quỹ mà không có được tiết lộ. Thì theo một cái đề xuất ban đầu đó anh em, thì khi mà họ bán cho Dragonfly Capital thì họ sẽ bán với một cái giá, đó chính là cái giá là ở đây mình có đề cập cho anh em, tức là ban đầu là họ đồng ý bán với một cái giá là 1,45 đó, 1,45 đô một Lido. Đó, thì cái việc mà họ bán như vậy đó, cái việc mà họ bán như vậy thì dĩ nhiên là khi mà anh em biết rằng một cái quỹ đầu tư nào mà đầu tư mua token từ dự án mà cả hai bên phối hợp với nhau đó thì nó sẽ có một cái thời gian lock. Nhưng mà đối với cái đề xuất đầu tiên của Lido đó thì họ lại không có cho Dragonfly Capital một cái thời gian lock nào cả. Tức là nếu mà Dragonfly Capital mà chấp nhận mua 1% Lido, tức là mua khoảng 10 triệu token Lido đó, thì Lido sẽ trả ngay luôn. Thì chính vì cái điều này cộng đồng Lido đã lo sợ rằng là Dragonfly khi mà nhận token về tay được mở khóa ngay lập tức thì họ sẽ cầm một cái đống đó để mà họ đâm ra thị trường anh em. Nên là bên phía cộng đồng Lido ngay tại thời điểm đó là họ không có cho, họ đã bác bỏ cái đề xuất này. Nhưng mà đội ngũ phát triển dự án Lido thì họ lại không có muốn như vậy. Tức là sao? Tức là ngay khi cái thời điểm mà cộng đồng Lido họ bác bỏ cái đề xuất này vào ngày 26 tháng 7 thì vào ngày 27 tháng 7 là vào ngày hôm qua đó, tức là chỉ cách một ngày khi mà cái đề xuất bị bác bỏ thì bên phía đội ngũ ban lãnh đạo của Lido Finance đã khôi phục cái đề xuất này và nói rằng là ok, bây giờ nếu mà mấy anh muốn khóa đúng không, thì bây giờ bên phía Lido sẽ bán lại cho Dragonfly đó, nhưng mà sẽ khóa trong vòng 1 năm đó. Thì dĩ nhiên là cái tín hiệu này cho chúng ta thấy được rằng là bên phía ngay cả một dự án lớn như Lido Finance, một cái giao thức staking Ethereum, thì bây giờ họ cũng đang rất là cần stablecoin và họ cũng đang rất là cần tiền. Nên vì thế chúng ta hãy móc xích lại với một cái câu chuyện mà mình nói ở hồi video là liệu cái màu xanh của chúng ta có phải là một cái màu xanh giả dối hay không. Thì đối với những cái nền tảng lớn như vậy, đối với những cái người chơi lớn như vậy, thì họ cũng phải biết được rằng là thị trường của chúng ta đang ở một cái điểm mình gọi đó chính là một cái điểm uống như thế nào, một cái điểm thai nghén nó như thế nào. Đúng không? Nếu mà chúng ta có một cái màu xanh thực sự, chúng ta có một cái tín hiệu là thiết lập đáy, chúng ta có một cái tín hiệu uptrend, thì dĩ nhiên là Lido Finance họ cũng không có phải vội vã đến như vậy. Nhưng mà chúng ta phải có một cái điểm gì đó, thị trường của chúng ta đang phải gặp một cái gì đó, nên bên phía những dự án họ mới hành động một cách rất là gấp rút, và họ hành động một cách dĩ nhiên là mình cho rằng nó cũng khá là khôi hài trong cái trường hợp này. Tức là đưa ra cái đề xuất bị bác bỏ, xong rồi khôi phục đề xuất, đưa thêm một số điều khoản vào nữa để mà có thể xin cộng đồng là thôi chấp nhận cho tao bán Lido để tao có stablecoin để mà tao trang trải đi. Đó, thì cái điều này mình cho rằng nó cũng khá là hài hước anh em. Đó, và tiếp theo nữa thì dĩ nhiên rồi, chúng ta đã có một cái first khác đến từ Helium, một cái giao thức mà mình tạm gọi là chính là một cái giao thức mà dùng những cái điểm wifi phát sóng để tạo thành những cái nốt để cho anh em đào thông qua cái mạng trực tuyến ha. Những cái điểm mà một cái giao thức mà mình cho rằng cũng khá là nhiều anh em biết về cái giao thức này, tại vì nó cũng nằm trong cái khoảng là top từ 30 trở lên.
thì Helium cũng mới vừa gặp phết. Thì cái phết này nó chỉ xoay quanh một cái việc đơn giản là có một cái nhà đầu tư cá nhân nổi tiếng. Thì ông này ông đã nói rằng là cái việc mà Helium đã nhận hàng trăm triệu đô của các nhà đầu tư, nhưng mà họ chỉ tạo ra cỡ khoảng là 6.500 USD doanh thu hàng tháng mà thôi, một cái con số quá là nhỏ nữa. Và bên cạnh đó, nếu mà anh em đã quá là quen với những cái người mà họ đào coin ở bên Ethereum, họ đào Bitcoin đó, thì đối với Helium thì nó cũng có một cái trường hợp đào coin như vậy. Nhưng mà người dùng chỉ mua những cái bộ giống kiểu là những, mình nói đơn giản cho anh em hiểu là những cái cục phát wifi anh em đó, để phát, để cung cấp cho người ta, để cung cấp cho những cái node để xác thực giao dịch, thì dĩ nhiên là họ sẽ nhận lại được cái đồng HNT này đó. Nó chỉ khác cái mô hình thôi đó. Thì cái nhà đầu tư này đó là ông Sapira, thì ông cũng nói rằng là bên phía các nhà đầu tư này họ cũng đã chi từ 400 tới 800 đô để mua cái thiết bị mà phát sóng đó, nhưng mà họ nhận lại là chỉ khoảng là được 20 đô mỗi tháng, thay vì cái lợi nhuận dự kiến cam kết từ Helium là 100 đô mỗi tháng. Và cái 20 đô này đó thì nó đã bao gồm cái khoản trợ cấp, và nó là cộng thêm những cái tiền lặt vặt nữa để mà tham gia vào cái quá trình gọi là phát triển mạng lưới của dự án. Thì cái việc mà lợi nhuận nhà đầu tư nhận về mỗi tháng thì nó đang rơi vào là 0.01 đô đó. Và cũng như là cái nhà đầu tư Sapira này đó, thì ông cũng nói rằng là Helium đó, tại sao cái vấn đề mà Helium lại tạo ra một cái doanh thu nó thấp kém như vậy và nó ảnh hưởng tới nhà đầu tư như vậy, thì thực tế thì ông này ông đã lôi ra được một cái lập luận rằng là thực tế là công ty đứng sau Helium đó là công ty Novalab đã bỏ túi đến 300 triệu USD mỗi năm nha anh em. Mỗi năm, tức là trong cái khoảng 300 triệu này đó thì họ là không có chi ra cho những cái người mà đóng góp vào mạng lưới này, mà họ bỏ hẳn vào túi họ là 300 triệu USD luôn, là khoảng là 30 triệu HNT. Tại vì như anh em nào biết á, thì khi mà chúng ta đào coin thì dĩ nhiên chúng ta sẽ nhận lại token. Mà ở trong trường hợp này á, thì những cái nhà xác thực giao dịch này họ nhận lại phần thưởng là token HNT. Nhưng mà cái số này á, thì nó lại không chảy vào túi của những cái nhà xác thực giao dịch và nhà đầu tư, mà nó chảy hẳn vào túi của Novalab. Thì dĩ nhiên là đây cũng là một cái phết cũng khá là to đối với bên phía của nền tảng Helium đó. Thì mặc dù vậy nhưng mà chúng ta cũng đã có những cái lời bác bỏ của CEO Helium khi mà ông nói rằng là thực chất cái doanh thu mà 6.500 này đó thì nó thuộc về cái khoảng là 650 triệu gói dữ liệu được gửi qua mạng mỗi tháng. Nhưng mà cái việc mà tạo ra doanh thu tổng đó thì bên phía cái ông mà cáo buộc này đó thì ông lại không có tính vô đó, mà thực tế là Helium đã tạo ra tính 2 triệu USD doanh thu hàng tháng lợi từ phí giới thiệu, cộng như là 6.500 đó như mình vừa giải thích. Và cái việc là bên cái ông ở trên đó, ông cáo buộc rằng là bên phía Helium đó là đã bỏ túi tới 300 triệu USD, thì CEO của Helium thì ông cũng nói rằng là kể từ khi mà Novalab huy động được khoảng 250 đó thì công ty chỉ kiếm được khoảng là 1,5 triệu token HNT mỗi năm mà thôi, chứ còn cái con số 30 triệu là không có đúng. Thì ở đây mình có thể hiểu một cách đơn giản là CEO của Helium là nói là 1,5 triệu HNT là thuộc về doanh thu của công ty, còn lại là đều được phân bổ cho những cái nhà đầu tư và những cái nhà xác thực giao dịch, chứ Helium không có hoạt động mờ ám gì ở đây cả. Đó thì đó là những cái phết mà mình vừa đề cập cho anh em một số cái thôi. Thì mình nghĩ rằng cái video ở đây cũng khá là dài rồi, và chúng ta sẽ còn rất là nhiều phết trong cái tuần này nữa, nhưng mà nó là thuộc dạng là nhỏ. Như là ở đây mình có thể đề cập đến một số cái tin tức khác, như là về việc là first khi mà chúng ta đã có nhiều cái sự ra đi của hàng loạt những cái ông lớn, như là sáng nay chúng ta có CEO Algorand, tháng trước chúng ta có đồng sáng lập của OpenSea, và chúng ta có hàng loạt những cái nền tảng lớn nhỏ khác. Như ở đây anh em có thể thấy được rằng là bên mình cũng đã tóm tắt lại cho anh em là những cái công ty crypto đã thông báo rằng là đã cắt giảm nhân sự đó. Thì cái việc đó thì chúng ta cũng xem được như là một cái first ở trong cái thị trường này, khi mà những cái người mà tay chơi to uy tín là họ đã đồng loạt họ đều ra đi ở trong cái thị trường này, thì chúng ta cũng xác định được rằng là chúng ta đang ở đâu đó, và liệu cái màu xanh này nó có phải là màu xanh giả dối hay không. Thì câu trả lời đó mình xin để lại cho anh em, và để lại cho những cái người xem video này cũng giống như là những anh em trên thị trường tự thảo luận với nhau. Chứ còn ở đây chúng ta sẽ không có cái câu chuyện là chúng ta sẽ khẳng định là đúng hay sai, tại vì chúng ta không biết được ngày mai thị trường sẽ như thế nào. Rồi, và mình xin kết thúc video ở đây nha. Xin cảm ơn em đã xem video của mình. Chào tạm biệt anh em, hẹn em ở tuần sau. Bye bye.